Xin chào các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau công phá một số câu vận dụng cao hàm số. Trước khi bắt video, các bạn nhấn ngay nút đăng ký cho mình để có thể nhận thông báo về những video mới nhất cũng như để ủng hộ cho mình nhé. Rồi, bây giờ đến với câu đầu tiên. Toán hỏi về tính đồng biến và tính nghịch biến của hàm số GX thì trước hết mình sẽ đạo hàm. Mình có như sau. Thì g phải x chính là bằng bây giờ mình sẽ tính đạo hàm của hàm số đó chính là bằng x bình trừ 3x đạo hàm 2x mình nhân cho f của x bình trừ 3x. Đây. Bây giờ mình sẽ giải phương trình đạo hàm bằng 0, mình cho cái này bằng 0. Đương với lại hoặc là x bằng 0 hoặc là bây giờ Đấy, để đánh cho đồ thị của hàm số y bằng f phải x thì như bạn thấy hàm số y bằng f phải x chỉ có đổi dấu khi nó đi qua điểm x bằng trừ hai còn điểm tại điểm x bằng một thì hàm số nó chỉ tiếp xúc chứ nó không thể nào đổi dấu từ dương qua âm được cho nên là chúng ta chỉ có một nghiệm là x bình trừ ba chính là bằng trừ hai rồi bây giờ mình sẽ biến đổi tương đương tương đương với lại hoặc là x bằng không hoặc là x bằng cộng trừ một đây thì bây giờ mình sẽ vẽ bằng biến thiên của hàm số y bằng gx. Mình vẽ các cột x, g, phẩy x và gx. Mình thấy nó có ba điểm cực trị là trừ 1, 0 và 1. là 3 số 0. Rồi. hết đến dương vô cùng thì cái lõi của nó cũng đến dương vô cùng. Nhưng mà khi khi lõi đến dương vô cùng thì cái hàm số f phẩy của nó đến cũng dương. Nên cái này đều dương và cái này cũng dương luôn. Là nó sẽ dương âm, um, dương âm. Um. Sau đi như thế này xuống Lên Xuống Lên Rồi Đến hỏi Mệnh đề nào sau đây là sai Thì mệnh đề A Hàm số đồng biến trên khoảng trừ 1 không Thì mệnh đề A Câu A là đúng Câu B Hàm số nghịch biến trên âm vô cùng đến trừ 1 Thì cũng đúng Trong khoảng âm vô cùng cho đến trừ 1 Thì hàm số nghịch biến Câu C Hàm số nghịch biến trên khoảng 1, 2 Thì trên trên khoảng 1, 2 Thì hàm số đồng biến Đây Hàm số đồng biến hàm số đi lên này các bạn thế là suy ra được câu sai mình chắc chắn câu sai sẽ là đáp án c nhưng bây giờ mình sẽ dò thêm câu d nữa thì câu d sẽ đồng biến cho khoảng 2 nhưng vô cùng thì mệnh đề này cũng đúng cho nên là đáp án cần tìm ở đây chính là đáp án c đây là một câu khá là cơ bản thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục rồi câu tiếp theo thì bài toán kêu là tìm m để hàm số có bốn nghiệm phân biệt trong đoạn từ âm pi trên 4 cho đến pi trên 4 thì mình nghĩ ngay đến việc mình sẽ khảo sát hàm số bên vế trái của phương trình tức là ta sẽ biến đổi như sau thứ nhất mình sẽ ghi lại cái vế trái của nó đây sin mũ 4x cộng cốt mũ 4x cộng cốt bình 4x bằng m thì mình thấy được cái này mình cũng không làm được gì nên mình sẽ để yên cái phần này bây giờ mình sẽ biến đổi hai cái đầu thì mình sẽ viết thành sin bình x cộng với lại cốt bình x tất cả bình phương thì mình sẽ lợi dụng cái đẳng thức là sin bình cộng cos bình bằng 1 thì cái này chính bằng 1. Bây giờ mình phải trừ cho mình phải trừ cho cái gì? Trừ cho hai lần sin bình x cos bình x cộng cho cos bình 4x cái này bằng m. Rồi. Thì đến đây thì bây giờ mình sẽ viết cái này theo sin 2x tức là 1 trừ thì để đưa thành sin 2x thì mình phải đưa số 4 bây giờ mình phải chia 2 chia 2 ở đây chính là gì sin bình của 2x cộng cho cos bình của x k bằng m rồi đến đây mình sẽ đưa tất cả về ảnh cos bình 4 x như sau tương đương với lại Và các bạn lưu ý cho mình mình sẽ đặt bây giờ để đưa về sin để đưa về cos 4x thì mình phải có số 2 ở đây thì nó sẽ thành 4 ở dưới đây Đấy, 4 là nhân tử chung Còn lại là uh, 4 trừ cho 2 lần sin bình của 2x Cộng với lại cốt bình 4x bằng m Rồi Thì bây giờ mình sẽ biết đầu tương đương Các em mình sẽ 4 thì mình thành 3 cộng 1 Tại vì 1 trừ 2 sin bình 2x chính là bằng cốt 4x Cho nên cái này sẽ là bằng 3 phần 4 3 phần 4 cộng cho cốt 4x chia 4 Cộng cho cốt bình 4x cái này bằng m đây rất hay mình đã đưa tất cả về ảnh cốt 4 x rồi bây giờ mình sẽ đặt đặt là uh, t là bằng cốt 4 x thì bạn lưu ý cho mình như sau về đánh kêu là phương trình có bốn nghiệm thuộc đoạn từ trừ pi trên 4 cho đến pi trên 4 thì có phải là x thuộc trong đoạn từ trừ pi trên 4 cho đến pi trên 4 không bây giờ mình sẽ suy ra được là 4 x 4 x đây 4 x thì sẽ thuộc trong đoạn từ trừ pi cho đến pi mà cốt khi chạy từ chữ pi cho đến pi thì mình suy ra được là cốt của nó sẽ chạy từ 1 cho đến 1 thì bạn có thể vẽ ông tròn độ nhát ra để xét cũng được thì mình suy ra được đây luôn t thuộc trong đoạn từ 1 cho đến 1 đây đó mình sẽ xét hàm số mình xét hàm số bên phía trái là chính là Ft là bằng t bình phương cộng t chi 4 cộng 3 4 trên đoạn mình chỉ xét trên đoạn từ 1 đến 1 thôi mình chỉ làm việc trên đoạn này thôi các bạn hiểu không rồi bây giờ mình sẽ vẽ bằng biến thiên của hàm này trên đoạn từ trừ 1 đến 1 thì nó là một parabol thì mình có thể vẽ sơ sơ như thế này đây là t và đây là ft rồi trên đoạn từ trừ 1 cho đến 1 thì có đoạn rồi bây giờ đi ở giữa thì là sẽ đặt cái đỉnh của nó chính là trừ 1 phần 8 rồi các bạn, có thể bấm máy được rồi mình thay vào thì mình được là cái F tại 1 phần 8 là 47 phần 64 như thế này ở bên đây tại trừ 1 là 3 phần 2 đi xuống còn đi lên tại điểm 1 nó ra 2 rồi thì để phương trình có 4 nghiệm phân biệt thuộc trong đoạn từ trừ pi cho đến pi thì phương trình này phải có hai nghiệm phân biệt thuộc trong đoạn từ trừ 1 đến 1 đây yêu cầu bài toán tương đương với lại phương trình ft bằng m nó phải có phải có cái gì đây nó phải có hai nghiệm phân biệt thuộc trong đoạn từ chữ 1 cho đến 1 đây nó phải có hai nghiệm phân biệt thuộc trong đoạn từ chữ 1 đến 1 mà để nó có hai nghiệm phân biệt được đoạn từ trừ 1 đến 1 thì m nó sẽ được m phải thuộc trong bây giờ m phải không không lấy dấu bằng này 47 phần 64 nè và nó phải bé hơn hoặc bằng bây giờ 1,5 với 2 thì mình sẽ lấy số 1,5 có dấu bằng là và không có dấu bằng là 47 phần 64 vậy thì so sánh mẫu đáp án thì mình sẽ được chính xác ở đây chính là đáp án C thì như các bạn thấy được thì bài toán này cũng là một bài toán ở mức vận dụng vận dụng cao thì các bạn thấy được là à, để có thể giải được bài toán này chúng ta cần nắm vững các công thức biến đổi lượng giác đây này, này và đồng thời chúng ta cũng phải có kỹ năng khảo sát hàm số rồi bây giờ mình sẽ đến với câu tiếp theo Rồi bây giờ mình sẽ đến với câu tiếp theo. Như bạn thấy thì câu này chúng ta có thể ta có thể giải quyết bằng cách sử dụng các phép biến đổi đồ thị. Tuy nhiên ở đây mình sẽ không làm cách này, mình sẽ sử dụng máy tính Casio để xử lý hoàn toàn bài toán này. Và bây giờ trước hết thì mình sẽ sử dụng chức năng table của máy tính mẫu 8. Bây giờ mình sẽ nhập hàm số vào chính là trị uh, đối của x 2 nhân với x chính là x mũ 3 trừ 5x 22 chia cho x 2 đây sau khi ta nhập vào bây giờ mình sẽ trừ đi 20 bây giờ chúng ta sẽ giải phương trình fx bằng 0 đây bây giờ mình sẽ chạy cho x từ trừ 5 cho đến 5 cách là cuối trừ đầu chia cho 44 mình đã đưa máy tính về một hàm rồi thì mình sẽ lấy cuối trừ đầu chia 44 nếu như máy, máy tính của các bạn có hai hàm thì các bạn thấy lấy cuối trừ đầu chia 19 cũng được thì bây giờ mình sẽ lấy cuối trừ đầu chia 44 10 chia 44 đây thì hiện ra bằng giá trị của hàm số fx thì đến ở đây nó rất là lớn là dương vô cùng nè nó giảm xuống nó giảm dần đây chẳng thấy không từ điểm này nó chạy qua điểm bên đây thì nghĩa là gì nó cắt đường thẳng y bằng không rồi đây điểm thứ nhất nó một nghiệm rồi âm đang âm này nó lại tăng tiếp này đây tại đây hãy cắt tại điểm thứ hai thì phương trình này đã có ít nhất là hai nghiệm tiếp tục Đây, nó này giảm nè. Đây, thì từ đây là dương qua âm thì nó giảm rất là đột ngột, nghĩa là nó sẽ có nghiệm thứ ba ở đây. Còn từ âm thì lại tăng tiếp. Đây, âm nó tăng lên dương nè, đã là bốn nghiệm. Thì phương trình này có tổng cộng là bốn nghiệm phân biệt. Vậy đáp án chính xác ở đây chính là phương án A. Các bạn đã thấy thì thay vì chúng ta sử dụng các phép biến đổi đồ đổ thị thì nó khá là tốn thời gian. Các bạn hãy nhập vào Casio, sau đó bạn có thể chạy table, chúng ta có thể xác định được số nghiệm của phương trình fx bằng 0. Bây giờ mình sẽ tiếp tục rồi bây giờ mình sẽ đến với bài tiếp theo rồi sau khi đọc yêu cầu bài toán thì bạn nghĩ thì đang chế rất là phức tạp bên đây là một dạng toán rất là kỳ lạ để bài cho độ thị của hàm hợp thì cái này chúng ta rất là hiếm gặp tại vì đa phần thì bài toán sẽ cho đồ thị của hàm số y bằng f hoặc đồ thị hàm số y bằng f x thì ở đây mình xử lý bài toán này thì mình sẽ nghĩ ngay mình sẽ biến đổi cái lõi của hàm bài toán cho Rồi bây giờ mình sẽ biến đổi như sau tức là gì mình sẽ xét cái lõi của nó trị đối của x cộng 3 nè Bây giờ mình nhân với lại x bình phương Mình cộng với lại uh, mình trừ đi 4 Đây Thì bây giờ để giải cái này Mình sẽ nhân phân phối vào Tức là gì chỉ đối của x tất cả mũ 3 Bởi vì cái này cũng là chỉ đối của x tất cả bình phương rồi Mình nhân vào nữa là chỉ đối của x mũ 3 3 lần chỉ đối của x bình phương Mình trừ đi 4 Bây giờ mình sẽ viết theo hàng thức mực 3 Tức là sao Chính là bằng chỉ đối của x mũ 3 Bây giờ mình cộng với lại để nó xuất hiện một cái bình phương đằng sau thì nó trở thành dạng x mũ 3 trừ 3x thì mình nghĩ ngay đến việc mình sẽ viết nó thành x mũ 3 nè cộng 3 a bình bây giờ mình phải nhân với lại 2 đây điều này rất thú vị Rồi mình viết tiếp tục cộng 3 nhân a là chỉ đối của x nhân cho b bình là bằng 4 cộng cho 2 mũ 3 là 8 giờ mình sẽ trừ đi trừ đi ở đây là có hai lần thì mình trừ đi một lần là ba lần chỉ đối của x đây cho nó là ở số lần sau đây là có cộng 12. Cộng 12 trị đối x, bây giờ mình phải trừ đi cho là 12 trị đối của x. Bây giờ ở đây có cộng 8 và ở đây có trừ 4 là trừ 12 vậy mình phải cộng với 12. Wow. Thì mình đã thấy một cái điều gì đó bắt đầu bất ngờ xảy ra rồi. Cái này chính là bằng trị đối của x cộng 2 tất cả mũ 3. Bây giờ mình trừ cho mình đặt số 3 nhân tử chung. Trị đối của x cộng 4. Ở đây là bình phương nè. 4 chỉ đối với x cộng với là 4 thì đây là hàng là thức bậc 2 chứ là chỉ đối với x cộng 2 tất cả bình phương đây thì nó đã, nó 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 đã, nó đã trở thành giống dạng u mũ 3 trừ 3 u thì nó cũng giống như cái ở trên là x mũ 3 trừ 3 x Vậy mình sẽ ra được hàm số cần tìm đó chính là y chính là bằng f của chỉ đối của x cộng với 2 tất cả mũ 3 trừ 3 lần chỉ đối của x cộng với là 2 đây thì mình sẽ xét hàm số sẽ hàm số là hx Đây mình sẽ xét hàm mới hx chính là bằng f của x mũ 3 trừ 3 lần x Đây mình sẽ xét hàm số hx như thế này Mình sẽ suy ra được đó chính là h của trị tuyệt đối của x cộng 2 Mình sẽ thay cái lõi của nó bằng trị đối của x cộng 2 Chính là bằng trị đối ăn f của trị đối của x cộng 2 Thích cầm mũ 3 trừ 3 lần trị đối của x cộng 2 Đây thì thì từ hàm số này thì mình sẽ biến đổi qua hàm số đề bài cho bằng cách mình sẽ đặt hàm này là h. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục. Bây giờ bài toán hỏi chúng ta cần xác định số điểm cự trị của hàm số này. Mình sẽ đặt như sau, mình sẽ đặt tiếp tục. Mình sẽ đặt là uh, hàm gx. Hàm gx chính là hàm hx cộng 2 ở trong ngoặc Đây, rồi mình sẽ xét hàm số là gx là bằng h của x cộng 2. Thì sẽ được là g của trị đối của x chính là bằng h của trị đối của x cộng với 2 đây chính là hàm chúng ta cần tìm bây giờ mình trình xét hàm số gx bằng h của x cộng 2 nữa là xong thì bây giờ chúng ta có như sau hàm số gx để xác định bằng cách chúng ta sẽ tính tiến hàm số h của x cộng 2 sang bên trái hai đơn vị bây giờ mình sẽ vẽ lại cái đồ thị của bài toán cho giờ mình sẽ dời nó qua hai đơn vị tức là nó ở dưới đây nó cách ở đây bên đây cao hơn bên đây thì cũng thấp hơn rồi như thế này đây thì đây là đồ thị hàm số y bằng gx thì cái bài toán hỏi số điểm cực trị của hàm số g trị đối của x vậy thì chúng ta cần xác định đồ số điểm cực trị của hàm số g trị đối x như thế này thì nó chính là bằng 2 a cộng một với a là số điểm cực trị dương của hàm số y bằng gx ở đây hàm số này có một điểm cực trị dương đây có một điểm cực trị dương thì vậy ta sẽ chia được hàm GX sẽ có tổng cộng là 2 nhân 1 cộng với 1 là bằng 3 điểm cực trị Vậy phương án chính xác ở đây chính là phương án B Lưu ý cho mình thì để giải bài toán này thì chúng ta cần nắm vững các cái lý thuyết và chúng ta sẽ đặt các cái hàm như thế này Đồng thời chúng ta cần nắm rõ lý thuyết về số điểm cực trị của hàm chứa dấu đó trị tuyệt đối Rồi thì cảm ơn các bạn đã xem đoạn thấy video của mình hay và hấp dẫn thì đừng quên cho mình một đăng ký, một like và chia sẻ video này cho bạn bè cùng bạn cùng xem ngay nhé Rồi xin chào các bạn you <music>